Theo CM Sport, cựu tiền đạo Kia Kisak bày tỏ sự ngưỡng mộ về thành công của bóng đá Việt Nam. Zico Thái cho rằng anh không ngạc nhiên với sự thăng tiến ấy khi Việt Nam đã có sự chuẩn bị từ 10 năm trước. Tuy nhiên, Kia Kisak khẳng định bóng đá Việt Nam vẫn chưa vượt được Thái Lan. Bằng chứng là trong những trận đấu vừa qua, các đội tuyển Việt Nam không thắng được các đội tuyển của bóng đá xứ Chùa Vàng. Bóng đá Việt Nam đã giành được 2 chức vô địch vừa qua, nhưng họ vẫn không thể thắng được bóng đá Thái Lan. Nếu nói về vị trí số 1, Thái Lan vẫn áp đảo. Trong năm 2019, các đội tuyển Thái Lan và Việt Nam đã gặp nhau 4 lần, trong đó U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan với tỷ số 4-0 ở vòng loại U23 châu Á năm 2020. Ở 3 lượt trận còn lại, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan hòa nhau 2 trận. Ở vòng loại World Cup 2022 cùng với tỷ số 0-0 và U22 Việt Nam hòa U22 Thái Lan 2 đều ở vòng bảng SEA Games 30. Các cổ động viên Việt Nam đang lo ngại tấm thẻ đỏ của thầy Park sẽ khiến ông bị cấm chỉ đạo tại vòng chung kết U23 châu Á vào đầu năm tới. Song theo quy định bóng đá của SEA Games và FIFA thì chiếc thẻ đỏ của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không làm ảnh hưởng đến những chỉ đạo của ông ở cấp đội tuyển U23 hay quốc gia. Bởi theo quy chế bóng đá của SEA Games, những cầu thủ hay huấn luyện viên bị thẻ sẽ không bị phạt tiền. Ngoài ra, chiếc thẻ đỏ của huấn luyện viên Park Hang-seo bị là ở trận chung kết, trận cuối cùng của giải, nên nó không bị treo chỉ đạo trên sân ở trận đấu kế tiếp. Ngoài ra, vì SEA Games không thuộc hệ thống của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA hay châu Á AFC, nên việc ông bị thẻ đỏ ở SEA Games sẽ không ảnh hưởng đến việc chỉ đạo sắp tới của ông ở vòng chung kết U23 châu Á ở Thái Lan hay vòng loại World Cup 2022 vào tháng 3 năm 2020. Hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ U22 Việt Nam đang được nghỉ ngơi. Tối mai ngày 13 tháng 12, U23 Việt Nam sẽ sang Hàn Quốc tập huấn để bước vào vòng chung kết U23 châu Á với tư cách là đương kim Á quân. Theo Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI, Ivan Dimas chỉ mất khoảng 3 tuần để nghỉ ngơi và có thể quay lại thi đấu bình thường. Theo tìm hiểu, sau pha va chạm với Đoàn Văn Hậu, anh bị tổn thương ở mắt cá chân. Điều này cho thấy những ấm ức của cổ động viên Indonesia mấy ngày qua khi cho rằng chân sút gốc Thái Bình đã cố tình hủy hoại sự nghiệp của người khác là không có căn cứ. Ngay khi kết thúc trận đấu, Văn Hậu đã có hành động đẹp khi chạy qua gửi lời xin lỗi đến Ivan Dimas, mặc dù đó chỉ là tình huống tranh chấp bóng vô ý mà thôi. Văn Hậu đã nói lời xin lỗi riêng với tôi nghĩ không có vấn đề gì xảy ra giữa chúng tôi cả, Ivan Dimas nói với tờ Deltiki. Dự kiến Dimas sẽ được điều trị tại bệnh viện Royal Progress tại thủ đô Jakarta. Anh được chờ đợi có thể trở lại thi đấu vào đầu năm sau.